Xin chào mọi người, hôm nay ngày chủ nhật đẹp trời, mình giới thiệu đến các bạn món lẩu tăng lực, lẩu bò tăng lực. Ở đây nước thì mình đã nấu xong rồi ha, có xài đu đủ nè, củ cải trắng, củ sen, dứa tô, còn đây là dĩa thịt nè, dĩa thịt rất là hoành tráng các bạn. Ở đây mình sử dụng sườn bò đã làm mềm, đuôi bò và đặc biệt là biến bò. Món biến các bạn hiểu không? Đây là thịt phi lê bò tươi và củ sen. Này là tủy, này đậu hũ non và trứng vịt lộn. Món ăn này thì mắt trời cũng đều, tối ngủ khỏi phải dăng mùng mặt quần luôn ha. Rau thì mình ăn kèm cũng như những lẩu khác thôi, rau má nè, mùng tơi nè, cải bẹ xanh. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở món video tiếp theo ha.